phải là trải qua rất là nhiều cảm xúc khác rồi nha. Ngắm nhau được một chút thì thôi, bảo thôi đi lên gác đi, không nhớ bố về. Chỉ muốn là giấu con lên trên gác thôi, để cho gia đình yên ổn. Nói là bố ơi con khổ quá. Thì lúc đấy là đầu dây bên kia là ông khóc luôn. Theo chị biết á là em đi Thái Lan á, hai cái nhân dịp rất là quan trọng là một là 2011 và một là 2018. Khi em mỗi lần em đi Thái Lan á thì cái cảm xúc của em nó như thế nào? Cả hai lần thì đều diễn ra vào tháng 3. Thì cái lần đầu tiên á thì đi một mình hẩm hiu, một mình gom góp tiền. Mà cái ngày đó là đi máy bay, là lần đầu tiên đi máy bay, là đi ra nước ngoài luôn. Hồi đó là chưa có bay đi Sài Gòn, chưa có bay gì hết. Là chuyến bay đầu tiên lấy được hộ chiếu là chính là đi sang Thái Lan. Thì là lúc đó đi một mình này, cầm tiền mà giấu tiền cho giấu kỹ rồi, bởi vì sợ mà ngồi đấy tích góp 3-4 năm trời mới có cái số tiền đó. Mà cầm theo người như thế là sợ đó, sợ bị cướp, sợ bị giật. Rồi sang bên đó là đất khách quê người, là đi sang có một mình thôi. Sang đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi gì hết, bác sĩ nói là bây giờ ngày mai ông có lịch, ngày kia ông có lịch. Bây giờ có mỗi 6 giờ tối nay làm không? Cái mà đáp máy bay xuống là 3 giờ. Ông nói 6 giờ tối nay làm không? Không, cái là phải đợi sang đến tuần sau, mà lúc đấy không có tiền ở nhiều, là chỉ có 15 ngày ở bên đó thôi. Thì là phải làm ngay hôm nay thì mới kịp 15 ngày. Thì lúc đấy không nghĩ thì bảo là làm. Là không có biết gì hết, là đưa vô là đủ thứ chuyện đo đĩa các kiểu, khám người khám nghiêm, thay quần áo xong lên bàn nổ phát đến 10 giờ tối xong vậy đó. Có nghĩa là cái ngày đầu tiên sang là không biết đến nước Thái Lan trông ra làm sao nữa, chưa ăn được một cái món gì hết. Là cái lần đầu tiên tới Thái Lan là ngửi cái mùi đầu tiên là cái mùi bệnh viện á. Thì cái thời điểm 2011 đó là sang không có ai để ủng hộ hết, cha mẹ không ủng hộ, mọi người không ai biết cái đi là đi một mình. Nhưng mà 2018 thì cả hai đều là tháng 3 hết. Lần này sang thì có ekip đi cùng rồi, có bao nhiêu sự ủng hộ không chỉ của gia đình mà có của tất cả mọi người. Hai lần là nó khác nhau hoàn toàn và đều là những cái khoảnh khắc. Nếu không có cái khoảnh khắc 2011 đó thì sẽ không bao giờ có cái khoảnh khắc 2018, đúng không? Mà Giang rất là liều là tự nhiên qua đó rồi 3 tiếng sau là mổ. Thì trong vòng cái 3 tiếng em chờ đợi thì em có suy nghĩ ra được cái gì không, hay là cái cảm xúc của em nó như thế nào? Nói chung là 3 tiếng đó, nếu mà kể ra thì mọi người sẽ rất là buồn cười. Tại vì mình ngồi trong cái sảnh để mình chờ á, cứ một lát lại lại một người đi xe lăn chở qua, mặt mũi tiều tụy, ngồi này. Một lát đi qua, bà đó đi qua vào trong phòng để bác sĩ khám lại, thế tiêm những cái thuốc gì đó rồi đi ra lại tiều tụy lại thêm khám nữa này. Mà biết không, bệnh viện nó đông đến mức độ mà mình ngồi đó mình chờ mà cứ lũ lượt cho nhìn ai cho đi qua cho thầm, cho như là coi như là nhìn không có giống người. Em có sợ không? Em có muốn về sợ không? Sợ lắm trời ơi. Em có muốn đi về không? Lúc đấy thực sự là chùn bước. Thế là bác quyết định là không, bây giờ không có nhìn nữa. Nhưng mà rồi sau đó em vẫn quyết định là sẽ ở lại đó và thực hiện cái ca phẫu thuật. Khi trước khi gây mê người ta sẽ hỏi tên tuổi và em đọc tên em là? Đọc tên là... có phải nói ra luôn hả? Dạ. Thì em ghi tên em trên hộ chiếu thôi. Tên thật của em là? Đó, trên hộ chiếu đó chị. Chị kỳ quá à. Cái hay là như vậy nè. Cái đầu tiên á, nó ghi trên cái giấy tờ đó, nó không phải là tên tuổi. Mà nó chỉ biết là gì không? Bản cam kết. Tôi xin chịu mọi sự trách nhiệm với bất kỳ một tai nạn nó xảy ra cho bệnh viện ông chịu. Là đã cái đầu tiên. Vậy thì em có nghĩ tới mẹ hay tới bố em không? Có chứ, cũng nghĩ. Và thực sự là từ cái lúc mình quyết định mình đi, mình đã thấy là mình giống như là cũng không có phải là cãi lời cha mẹ rất là nhiều rồi, chứ cũng không có phải là nghe lời gì hết. Nhưng mà sang đến đó rồi thì không nghĩ được gì nhiều. Thì sau này khi mà mình về thì đầu tiên là nghĩ cách để giấu. Thì mới nghĩ là từ từ đi rồi. Khi nào mình thành người, sau này mình thành người á, mình xinh đẹp rồi, mình có công việc đàng hoàng, mình kiếm được tiền, thì lúc đấy mình sẽ báo đáp họ sau. Em giấu được không? Giấu được đó chị. Mẹ thì không giấu được, nhưng mà giấu được bố. Mẹ em nhìn thấy cái hình thể thay đổi, mẹ em nói cái gì? Cái lúc đó là đã trải qua rất là nhiều cảm xúc khác rồi nha. Ngắm nhau được một chút thì thôi, bảo thôi đi lên gác đi, không nhớ bố về. Chỉ muốn là giấu con lên trên gác thôi, để cho gia đình yên ổn. Vậy đó.
đến những cái dịp gì mà họ hàng họ tập trung cái thứ là nào hai ba mẹ con cũng phải kiếm cớ là đi diễn ở đâu đấy, Tây Nguyên rồi Đắk Lắk rồi Lâm Đồng đủ cái thể loại để không xuất hiện ở trong những cái đó. Vậy đến bao giờ thì em mới thật sự xuất hiện và bố em biết? Đến khi tham gia Việt Nam Idol. Khi mà cả nước biết thì bố em biết luôn. Cái cảm giác đầu tiên ba em khi thấy em lên trên TV với một hình ảnh khác thì ba làm gì? Không biết, lúc ấy bản thân mình cũng không biết lúc đó cảm giác của ông như nào. Sau ngày đó em có phải trốn ba em nữa không? Sau ngày đó thì cả nước biết rồi thì trốn gì nữa. Nhưng mà ba có cảm có phản ứng với em không? Từ đó đến lúc ấy là không nói chuyện với, cũng không nói chuyện, chỉ hỏi qua mẹ coi như nào thôi. Thì giờ thái độ mọi thứ như nào. Là đến tận khi mà cái tháng 3 vừa rồi thì mới thực sự là ông mới trở thành một người giải thoát và ông tự hào. Còn trước đó thì nó cũng đấu tranh, nó cũng nửa vui nửa tiếc kiểu như thế đó. Nếu như vậy thì trong cái quá trình 6-7 năm đó cũng có những lúc em thất bại, cũng có những lúc em gặp rất là nhiều những cái điều tiếng, những cái thị phi. Vậy thì lúc đó gia đình và đặc biệt là bố em có trách móc điều gì em không? Phải cảm ơn những cái chuyện đó rất là nhiều. Tại thực sự sau cái chuyện đó thì bản thân ông ấy mới nhận ra là ông ấy thương con như nào. Cái đó là em cảm giác hay là bố em nói với em? Nói luôn. Bố nói sao? Gọi điện, tại vì cái ngày đó khi mà mình gọi điện về nhà thì mẹ mình lúc đấy là ở bên Nhật với chị gái em ở bên Nhật. Thì không có ai đấy hết. Thì cái đầu tiên là gọi điện thì bảo lấy bố đây thì nói là bố ơi con khổ quá. Thì lúc đấy là đầu dây bên kia là ông khóc luôn. Đó, cái thế xong rồi Giang vẫn nhớ là chưa bao giờ ông như vậy hết. Cái xong hai bố con lặng đi một lúc thì ông mới nói là thôi bây giờ bình tĩnh để coi xem như nào. Có gì không làm được nghề nữa thì bây giờ bán nhà đi. Để lấy tiền coi mở cái cửa hàng gì đó. Đó, thì đưa mà. Nhà Giang thì có mỗi một cái nhà đó thôi. Thì mà bây giờ ông thấy con ông vậy, ông nói là bây giờ bán nhà đi. Thế lúc đấy hai bố con qua điện thoại khóc. Mà chưa bao giờ tâm sự gì với nhau hết. Bản thân Giang chưa bao giờ tâm sự hay là chia sẻ gì với nhau cả. Lúc đấy Giang rất là xúc động bởi vì Giang thấy là đến cái thời điểm đó thì mình thấy rằng là trời, cha mình rất thương mình quá. Mà ngày xưa mình đối xử với như vậy mà một người bố mà có chuyện của con mình như thế mà ông không biết. Khi mà cả đất nước biết, tất cả mọi người biết, ông mới biết. Mình đối xử với ông ấy rất là tệ. Vậy mà cái lúc mà có chuyện xảy ra thì cái đầu tiên ông mới quyết định là như thế. Mà nhà thì do ông nội để lại, bố ông rất là quý, Giang rất là quý. Mà ông nói được cái câu đó thì lúc đấy mình thực sự là trong lòng mình cảm thấy mình nhẹ nhõm. Mà từ đó thì Giang cũng mạnh mẽ trở lại rất là nhiều. Cái giai đoạn mà em gặp khủng hoảng nhiều nhất đó, anh nghĩ rằng với một người bình thường như những người khác thì cũng đã rất khó để mà trải qua rồi. Lúc đó là trong ngân hàng á, là có bao tài khoản ngân hàng của Giang đang bao nhiêu năm trời, ông tích góp được bao nhiêu, có bao nhiêu tiền á, Giang rút bằng hết. Là đúng 5-6 tháng đó là chỉ đi nước ngoài chơi thôi. Và tiêu tới cái mức độ mà tài khoản nó chỉ còn có 10 mấy nghìn. Lúc đấy cũng nghĩ là sẽ không theo nghề nữa. Dùng hết tiền để đi chơi. Định bỏ nghề rồi đó chứ, định đi làm kinh doanh cái gì đấy. Nhưng mà đúng là cái nghiệp đã chọn mình. Với thứ hai là mình ngồi mình nghĩ như này này. Nếu bây giờ mà bỏ nghề á thì cái tiếng nói của mình nó cũng sẽ nhỏ lại. Chỉ có một cái cách duy nhất ấy, đó là mình phải trở thành một cái điều gì đấy và bước lên những cái đỉnh cao khác. Thì cái tiếng nói mình nó mới lớn, thì mình mới giúp được cho những cái người khác. Thì lúc đấy lại quyết tâm lại quay trở lại. Thì lúc đấy là cứ thế làm việc thôi, lại đi diễn lại, lại gây dựng lại từ đầu. Cho tới khi mà thi Hoa hậu thì mọi thứ nó đã thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà cách đây 7 năm về trước, lúc mẹ mới giải phẫu, em một người nam, em là Nguyễn Văn A. Thì khi em bước về là Nguyễn Thị Giang thì qua hải quan người ta sẽ xét em như thế nào? Lâu quá rồi không nhớ, nhưng mà hình như em cũng chưa có gặp một cái chuyện gì hải quan cả. Về cái tên Hương Giang thật ra là tên của ai? Tên Hương Giang là tên của chị gái ruột. Mà em là người như này nè, không biết tương lai như thế nào nhưng mà cũng tham vọng lắm nha. Trước khi đi cái gì á, trước khi thi Việt Nam Idol á, là chưa biết tương lai ra làm sao đâu mà đã nghĩ tới cái chuyện là bây giờ nổi tiếng mà lại tên là Hiếu Idol thì không kỳ.
và chết, nữ ca sĩ là hiếu idol không được, phải tên là cái gì hay. Thế mình nghĩ là mà lúc đấy là mới đi thi thôi mà đã tính đến chuyện nổi tiếng rồi đó. Thì đúng lúc đấy thì mình mới lục tủ thì thấy cái chứng minh thư của chị là mình giấu, mình ăn cắp, là tên Nguyễn Hương Giang. Thế bảo nếu mà Hương Giang idol cũng được, thấy ok thế mới cầm cái đó đi đăng ký. Thực sự khi mà nhắc đến những câu chuyện đại loại như thế này thì mọi người sẽ thấy nó rất là nhiều đau khổ. Nhưng mà phải nói là đến ngày hôm nay rồi hỏi lại Giang những cái chuyện đó thì nói thật là bảo Giang đau khổ, Giang cũng không biết đau khổ kiểu gì. Mà thực sự là Giang chỉ khóc khi mà Giang nói với bố mẹ mình thôi. Có phải cái đó là mặt trái của một cái tánh một người đàn ông còn trong người em cho nên em bản lãnh hơn? Không, cái đấy chị nói rất là đúng. Thực sự là trong tất cả những cái gì mà em tham gia mọi người nói em rất là nữ tính, nhưng mà em biết nó là em sở hữu một cái ý chí rất là đàn ông. Cái cá tính nó rất là mạnh mẽ và em rất là thích cái chuyện đấy. Bây giờ em nhận lời tham gia, em kể những cái câu chuyện này thực sự không phải là để cho bản thân mình. Bởi em nói thật là bây giờ em rất là hạnh phúc. Em chỉ muốn là có những cái chương trình như thế này và qua cái câu chuyện này này, mình truyền được cảm hứng cho nhiều người và mình giúp được cho nhiều người để người ta nhìn vào mình, người ta tự tin hơn, người ta có động lực để người ta sống tiếp. Có phải là em muốn cho họ là hãy tự tin với bản thân, nếu bạn muốn trở thành người chuyển giới, bạn cứ việc đi chuyển không? Rõ ràng. Nếu mà thực sự mình trong lòng mình biết mình là con gái thì mình cũng nên tìm lại cái con người của mình. Thì đang ủng hộ như thế. Tại vì em có tiền còn người ta không có tiền thì sao? Không phải là chuyện có tiền hay không có tiền, mà đang đường hoàng, ví dụ như anh Nghĩa đi, em bảo em đưa cho anh 1 tỷ để anh đi chuyển giới, anh có làm không? Ừ. Đúng không? Nó phải xuất phát từ cái mong muốn nữa. Tức là phải đâu phải là bản thân họ muốn cái đã. Tại vì thật ra trong cộng đồng thế giới thứ ba không phải ai cũng mong muốn chuyển giới. Người đồng tính là họ không muốn chuyển giới. Đúng. Nha. Tạo muốn là đàn ông mà. Muốn họ như thế. Đúng rồi. Và chỉ có những người thật sự muốn là được là con gái, muốn được mặc áo đầm, muốn được để tóc dài, muốn được trang điểm như thế này thì mới có ý định đi chuyển giới. Chính xác. Khi mà em hồi nhỏ đi học em có bị kỳ thị mà khủng khiếp không? Chứ bản thân chị là con lai, chỉ vì lý do là con lai thôi là đã bị kỳ thị khủng khiếp rồi. Thì chị nghĩ là em còn ghê hơn chị nữa. Thì ngày xưa mình đi học thì đâu làm sao mà mình đòi hỏi được là tất cả mọi người đều văn minh đúng không? Ngày xưa thì cũng kỳ thị, cũng nói này nói kia, nhưng mà thực sự là mình chỉ thấy nó giống như là một cái ký ức gì đấy để nó giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Sau càng về sau đến cấp 3 là cái sự kỳ thị nó cũng giảm đi. Đến khi đại học là sự kỳ thị nó cũng giảm dần đi. Thế đến mãi sau này rồi thì tất cả lại trở thành bạn bè bình thường khi tất cả đã lớn rồi. Cái từ chuyển giới á, ngày xưa thì còn mình còn ngại mình nói ra, nhưng từ lúc thì mình là hoa hậu chuyển giới quốc tế mà mình đại diện cho cả một cái cộng đồng như thế thì với em cái từ đấy nó rất là nhẹ nhàng, nó không có cái gì cả. Bởi vì khi em đi ra quốc tế em mới biết rằng là người ta rất là trân trọng ở chuyển giới. Từ cái hôm nào là em để tóc dài? Hồi đấy là thực ra là nhà trường cũng bó tay á. Bởi vì là như này, lúc đầu á thì các bạn của lớp khác rồi, bởi vì sao không? Họ troll mình á, họ hay đi mách. Và thầy ơi thầy, bên lớp kia rồi có các bạn, nó sao có thể cho bạn ấy để tóc dài? Cái là thầy hiệu phó cũng xuống đi lướt qua lớp để coi sao. Nhờ giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở mời cả phụ huynh lên làm việc cái thứ vài lần cái thế xong. Về sau thấy thầy cũng kiên trì quá, thầy sau cũng lờ đi không nói nữa. Rồi thầy một cái trường hợp đặc biệt trường cấp 3 luôn mà. Mà lúc đó em để tóc dài tới đâu? Lúc đó thì chỉ tới đây thôi, tai tai như vậy nè. Nhưng mà thầy thì chấp nhận, nhưng mà nhiều khi những người hàng xóm thì họ sẽ không chấp nhận được. Thì họ cũng sang nói chuyện bố mẹ em suốt chứ gì. Cũng sang mách suốt bảo ê sao thấy con chị giờ này ăn mặc kỳ quá này kia, loại này nọ là trai vậy đó. Thì bố em thì không bao giờ nói chuyện. Nhưng mà lúc nào là cũng nói qua mẹ em để mẹ em nói chuyện với em. Thì lúc đó lại đang đi học vẽ nữa, đi học vẽ ở trường mỹ thuật công nghiệp ấy. Thì mình lôi hình ra đây mẹ nhìn đi, họa sĩ nè, người ta này ăn mặc này, tóc dài nè, cái mốt đen như vậy. Thế là thế à? Ừ, đâu biết đâu. Thế là hôm sau hàng xóm qua là đây bà nhìn đi, họa sĩ người ta mặc như vậy đó. Thì là đấy cứ vậy thôi. Và bây giờ thì một quà rất là đặc biệt dành cho chương trình và dành cho Hương Giang luôn, là bây giờ thì mình sẽ nói chuyện với mẹ của Giang. Rồi xin mời Giang ngồi đây. Mẹ, con nè mẹ. Rồi nè, nhận ra con rồi. Con chào cô. Con là Hương Giang nè mẹ. Dạ, nhà chào gái yêu. Chào gái yêu kìa. Dạ, con chào cô. Chào gái yêu nha. Dạ đây, mẹ khỏe không? Có, mẹ bình thường. Nãy giờ mà sau khi con xem màn hình thấy mẹ thì câu đầu tiên con phải nói là mẹ rất là đẹp, cho nên mẹ mới sinh ra em Giang đẹp như thế. Mẹ đẹp lắm nè.
Mẹ sinh ra em Giang nhưng mà cũng phải là đẹp cũng do bác sĩ nữa. Bác sĩ chỉ làm cho đẹp thêm thôi nha. Còn cái chính là mẹ có công đã sinh ra, hiểu chưa? Yeah. Có hai người tên Giang rồi sao mày biết đứa nào Giang? Rồi, có một là Giang chị, hai là Giang em. À, bây Giang giờ hiện chị, giờ là Giang chị, Giang em mà. Cô ơi, khi mà Giang được đặt được hoa hậu thì lúc đó tâm trạng của cô như thế nào ạ? Tâm trạng của cô lúc đấy thì cảm thấy rất là mừng cho em, vì em đã cố gắng mà đạt được những cái mà em là mong muốn, em đã phấn đấu để em coi như là thành công bằng cái nghị lực của em và con đường em chọn. Nhưng mà cách đây 7 năm về trước, khi em lần đầu tiên đi giải phẫu về, cảm giác đầu tiên lúc đó mẹ cảm như thế nào? Và cái lúc mà em đi chuyển giới về thì lúc ấy mình chỉ cảm thấy thương và day dứt ý. Là cái lúc mà em đi ấy, thì mình không cùng với em ở bên ý được. Chứ còn đến cái lúc mà em đã thành chuyển về rồi thì là lúc ấy là mình chỉ có thấy thương thôi. Mình cảm thấy có lỗi ấy. Trong cái thời gian mà em đi ở bên ý nửa tháng ấy, thì mình coi là kiểu như là sống nó không, như là sống trong sợ hãi. Lúc nào tâm trí nó cũng coi như là lo lắng và bồn chồn. Bây giờ lúc ấy mà cũng không thể tả được là cái tâm trí mình cũng là như thế nào. Nói chung là sống trong lo lắng và sợ hãi. Ha, đâu nó cũng đã vào đó rồi và Giang cũng đã kiếm được. Mình thoải mái rồi cho nên là nói chuyện nó cũng coi như là có cảm giác nó thoải mái hơn. Còn thì nếu mà cách đây 7 năm thì chắc là mình không thể nói chuyện như này được, đúng không? Tại sao vậy mẹ? Thì lúc đấy là kiểu như là con mình nó không giống người ta. Thì tâm trạng của mình nó sẽ lo lắng, hồi hộp, lo lắng, lại cái là nặng nề. Rồi mẹ có bao giờ mẹ nghĩ là mình có lỗi quá, tại sao mình không sanh ra đúng giới tính của nó không? Cái đấy thì lúc nào mình cũng cảm thấy là mình có lỗi. Tại vì là mình là người sinh ra nó, chứ còn nó không chọn được giới tính. Nó không chọn được giới tính của nó, đâm ra mình là người sinh ra nó thì mình cảm thấy mình có lỗi thôi. Dạ, khi mà chú biết là Giang chuyển giới thông qua TV thì lúc đó chú như thế nào ạ? Thì lúc mà chú biết là Giang chuyển giới qua TV thì chú cũng cảm thấy là cũng coi như là bực mình với cô. Tại vì là cảm thấy như là bị kiểu bị giấu ấy. Mà cảm thấy là kiểu như là giấu hoặc là không tôn trọng ấy, đã kiểu qua mắt ấy. Thế nhưng mà chú cũng nói là cũng may là Giang đã coi như là cái thời hồi lên TV như thế là cũng nói hộ lòng cho bố mẹ rồi, thanh minh hộ bố mẹ rồi. Nếu có một lời khuyên cho một người mẹ mà có một người con như là mẹ đây thì mẹ sẽ khuyên gì? Nếu mà những người mà có con mà giống Giang ấy thì tôi cũng không dám là khuyên người ta sẽ đồng ý hay là ủng hộ hay là để gì để cho con chuyển giới. Nhưng mà mình cũng phải chấp nhận cái hoàn cảnh mà đã như thế. Coi như mọi người nên kiểu rộng lòng, mở rộng lòng ra để đón nhận thôi, chấp nhận và đón nhận. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Mẹ đúng như cái tên mẹ luôn ấy. Dạ, mẹ hiền yêu dấu. Dạ, con xin đại diện chương trình là Vợ Phải Thế kính chúc mẹ sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng duyên dáng và nụ cười tươi trên môi như thế nha mẹ. Dạ. Rồi. Con chào cảm mẹ. Cảm ơn chị Tìm. Con chào cô. Dạ, con chào mẹ.